Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp ngày 21 tháng 6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đưa ra đề xuất 3 điểm nhằm tăng cường hợp tác với Pháp khi ông có buổi gặp mặt với cộng đồng doanh nghiệp hai nước ở thủ đô Paris. Đề xuất 3 điểm được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đưa ra gồm hợp tác, duy trì an ninh, ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, tăng cường hợp tác đổi mới và thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh. Thủ tướng Lý Cường nêu rõ, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Paris trong việc mở cửa hai chiều, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững giữa Pháp và Trung Quốc nói riêng và với châu Âu nói chung, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và học hỏi lẫn nhau, cũng như cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu. Thủ tướng Lý Cường khuyến khích doanh nghiệp hai nước cần nắm bắt cơ hội, cùng nỗ lực để phát triển hơn nữa, hợp tác dài hạn giữa Trung Quốc và Pháp, cũng như giữa Trung Quốc với châu Âu. Chiều 22 tháng 6, theo giờ Việt Nam, Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới đã khai mạc tại thủ đô Paris của Pháp. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đã tham dự sự kiện này. Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới năm 2023 nhằm tìm kiếm giải pháp tài chính cho những mục tiêu liên kết toàn cầu để giải quyết vấn nạn nghèo đói, hạn chế khí thải làm nóng hành tinh và bảo vệ thiên nhiên. Phát biểu khai mạc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi thế giới thay đổi để không một quốc gia nào phải lựa chọn giữa việc giải quyết nghèo đói hay ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông cho rằng thế giới cần tránh những cú sốc tài chính công để chống lại những thách thức trên, trong khi những hệ thống tài chính toàn cầu hiện nay như Ngân hàng Thế giới World Bank, Tổ chức Tiền tệ Quốc tế không còn phù hợp để giải quyết những thách thức của thế giới, là sáng kiến của Pháp đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G20 hồi năm ngoái. Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới được xem là cơ hội để các nước thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính quốc tế, xử lý khủng hoảng về khí hậu. Trước nhiều thông tin cho thấy tình trạng lạm phát cao tại Vương quốc Anh sẽ kéo dài lâu hơn, Ngân hàng Trung ương nước này tiếp tục nâng lãi suất 0,5%. Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BOE đã nâng lãi suất từ 4,5% lên 5%, mức cao nhất kể từ năm 2008, và đợt nâng lãi suất này cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Reuters dự đoán BOE sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% lên 4,75%. Trước khi đưa ra quyết định trên, BOE gần như không phát đi tín hiệu gì, cho thấy ngân hàng này đang cân nhắc mức tăng lãi suất. Theo số liệu chính thức được công bố vào ngày 21 tháng 6, lạm phát tại Anh duy trì ở mức 8,7% trong tháng 5, trong khi lạm phát lõi tăng lên 7,1%. Trước thềm lễ hành hương Hajj quan trọng của người Hồi giáo, hai bên xung đột tại Yemen là chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tiến hành đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc nhằm xuống thang xung đột cũng như trợ giúp người dân di chuyển dễ dàng hơn tới Ả Rập Xê Út. Cuộc đàm phán đã có những kết quả tích cực. Liên tiếp các ngày 17, 19 và 20 tháng 6, ba chuyến bay chở gần 900 hành khách cất cánh từ sân bay quốc tế Sana'a của Yemen. Đây là những chuyến bay thương mại đầu tiên trong 7 năm qua, đưa hành khách, chủ yếu là người hành hương đến thánh địa Hồi giáo Mecca tại Ả Rập Xê Út. Hoạt động hàng không tưởng như rất bình thường này là dấu hiệu khả quan cho thấy cuộc xung đột dai dẳng nhiều năm tại Yemen đang giảm nhiệt vì vốn sân bay này bị kiểm soát bởi lực lượng đối lập Houthi. Hành hương đến Mecca bằng máy bay về cơ bản là quyền của mọi công dân Yemen, nhưng thật không may những vấn đề chính trị và chia rẽ đã tước đi của chúng tôi phương tiện chuyên chở tuyệt vời này trong 7 năm. Nhưng thôi thật tuyệt vời, giờ sân bay đã mở lại rồi. Tôi mong xung đột sớm chấm dứt. Cuộc xung đột 9 năm qua giữa lực lượng Houthi do Iran hỗ trợ và chính quyền Yemen đã đẩy quốc gia nghèo nhất thế giới Ả Rập vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính hơn 220.000 người Yemen đã chết vì xung đột hoặc vì ảnh hưởng của xung đột. Gần 3/4 dân số Yemen cần sự trợ giúp nhân đạo và bảo vệ sức khỏe trong năm 2022. 17 triệu người phụ thuộc vào trợ cấp lương thực thường xuyên. Năm nay, chúng tôi ước tính cần 4,3 tỷ đô la Mỹ để cứu giúp họ. Có thể nói Yemen là quốc gia gặp khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Giao tranh Yemen giảm mạnh sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022 và các hành động thù địch được kiềm chế kể cả khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực tháng 10 cùng năm.
Trước thềm lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra vào đầu tháng 7, chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tiến hành đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc về vấn đề trao đổi hàng nghìn tù nhân đang bị hai bên giam giữ, với kết quả được hai bên đánh giá là tích cực. Tôi hoan nghênh kết quả của cuộc đàm phán khi các bên nhất trí duy trì đối thoại nhằm đạt đồng thuận về hạn chế, cũng như tiến tới xóa bỏ bạo lực. Tại vòng đàm phán đầu tiên ở Thụy Sĩ hồi tháng 3, hai bên cũng đã đồng ý trả tự do cho 900 tù nhân của nhau. Lực lượng vũ trang Houthi vốn được Iran hỗ trợ kể từ khi nước này bị Liên minh Ả Rập mà đứng đầu là Ả Rập Xê Út quay lưng. Nhóm này sau đó giành quyền kiểm soát thủ đô Sana'a và một số thành phố phía bắc Yemen hồi năm 2014 và liên tục xung đột vũ trang với chính phủ Yemen. Với việc Iran mới đây trở lại Liên minh Ả Rập và khôi phục quan hệ ngoại giao với Ả Rập Xê Út, đây có thể là dấu hiệu cho thấy xung đột tại Yemen cũng sắp đến hồi kết thúc. Cơ quan chống độc quyền Đức sẽ cấm một số hành vi được cho là cạnh tranh không lành mạnh của tập đoàn công nghệ Google, trong đó có việc kết hợp ứng dụng bản đồ Maps của hãng này với các dịch vụ khác của các nhà sản xuất ô tô. Google Automotive Services là tổ hợp các công cụ tiện ích được gắn trên ô tô, bao gồm dịch vụ bản đồ Google Maps, kho ứng dụng Google Play và trợ lý ảo Google Assistant. Cơ quan chống độc quyền của Đức cho biết Google đã sử dụng phương thức bán hàng theo gói để mở rộng vị thế quyền lực của mình sang các thị trường vẫn còn cạnh tranh. Ngoài ra, cơ quan trên đã tiến hành các thủ tục tố tụng trong việc hạn chế cạnh tranh liên quan đến Google Maps với sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban châu Âu. Nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tăng vọt lên mức trên 40 độ C trong ngày hôm nay, phá kỷ lục về ngày nóng nhất trong tháng 6. Vào sáng sớm, thành phố này đã đưa ra cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết cao thứ hai. Một trạm thời tiết ở ngoại ô phía nam Bắc Kinh đã ghi nhận mức nhiệt 40,7 độ C vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C kể từ năm 2014. Ngày 22 tháng 6 cũng là ngày nóng nhất ở thủ đô Bắc Kinh trong tháng 6 kể từ khi các hồ sơ khí tượng hiện đại bắt đầu được thống kê. Tại thành phố Cảng Thiên Tân, nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao đã đẩy tải lưới điện của thành phố lên 14,54 triệu kW vào ngày 15 tháng 6, tăng 23% so với một năm trước đó. Bộ phận tiện ích địa phương đã phải cử nhân viên kiểm tra các đường hầm dưới lòng đất mỗi ngày để bảo đảm cung cấp điện hoạt động bình thường. Các thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc và tỉnh Sơn Đông ở miền Bắc và miền Đông Trung Quốc cũng đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt trong tuần trước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.